Chào cả nhà, bạn đang tìm kiếm sự cân bằng giữa cuộc sống hiện đại và những giá trị bền vững. Chào mừng bạn đến với podcast của To Live Simple, Sống Đơn Giản. Mình là Natalia Huyền Nguyễn. Mình sẽ cùng các bạn khám phá về sức khỏe thể chất, tinh thần, phát triển bản thân, nuôi dạy con cái theo lối sống đơn giản có chút tối giản và hướng tới một tương lai xanh hơn. Hãy cùng mình bắt đầu hành trình đơn giản hóa cuộc sống nhé! Về việc đọc sách, không ít người cho rằng đây là con đường duy nhất để tích lũy trí tuệ. Nhưng sự thực có đơn giản như vậy? Hãy bắt đầu bằng cách phân tích hai loại biết chính, cái biết qua trải nghiệm trực tiếp và cái biết qua lý thuyết. Cái biết trực tiếp là cái sự nhận thức thông qua chính những cái trải nghiệm sống thực tế, không thông qua cái sự suy diễn hay lý giải của ngôn từ. Điều này thì có thể được ví như khi bạn đứng trước biển, cảm nhận từng đợt sóng xô vào chân mình, tiếng sóng vỗ và mùi của muối mặn trong không khí. Đây là cái sự nhận thức ngay tại cái thời điểm đó, không cần phân tích hay suy diễn về cảm giác đó là gì hay điều gì tạo ra nó. Nó giống như cách một người thợ thủ công biết cách chạm khắc một mảnh gỗ. Họ không nhất thiết là phải diễn đạt hay giải thích mọi bước trong quá trình, mà chính cái kinh nghiệm đã khiến họ biết phải làm gì và khi nào. Một ví dụ điển hình trong văn học là nhân vật của nhà văn Ernest Hemingway, ông già Santiago cho ông già và biển cả. Santiago không có nhiều kiến thức, sách vở, nhưng ông sống qua những cái trải nghiệm khắc nghiệt của biển cả. Và chính từ đó mà ông có một sự hiểu biết sâu sắc về tự nhiên, về cá lớn và về chính bản thân mình. Sự hiểu biết của ông không cần đến những cuốn sách về cá hay đại dương, mà từ cuộc sống thực tế hàng ngày ông đối diện. Cái biết lý thuyết ngược lại với cái biết trực tiếp. Cái biết lý thuyết là cái biết thông qua việc tích lũy thông tin từ sách vở này, ngôn từ và những gì người khác truyền đạt lại. Đây là loại biết chúng ta thường gặp trong môi trường học đường. Nó dễ dàng được tiếp thu, nhưng đồng thời cũng dễ dẫn đến cái sự hiểu lầm và bám chấp. Ví dụ trong bộ phim Good Will Hunting, nhân vật chính Will là một cái thiên tài với trí nhớ siêu việt. Anh có thể hấp thụ và ghi nhớ một khối lượng lớn thông tin mà không cần học qua các cái lớp chính quy. Tuy nhiên, sự thông minh của Will chỉ dựa trên lý thuyết của anh mà thôi, cho đến khi anh gặp Song, nhà trị liệu tâm lý. Song đã khiến Will nhận ra rằng dù anh có đọc bao nhiêu sách về nghệ thuật, tình yêu, cuộc sống, nhưng nếu anh không tự trải nghiệm, những kiến thức ấy chỉ là vô giá trị. Sự khác biệt giữa kiến thức và trí tuệ. Như vậy thì việc đọc sách và tích lũy thông tin có thể giúp mở rộng kiến thức, nhưng không có nghĩa rằng nó mang lại cái trí tuệ thực sự. Trí tuệ thật sự không phải là một kho tàng thông tin, mà là khả năng nhìn thấu bản chất của những sự việc và biết cách ứng xử phù hợp với cái hoàn cảnh. Câu chuyện về vua Solomon trong Kinh Thánh là một trong những cái minh chứng rõ ràng nhất. Khi hai người phụ nữ tranh giành một đứa trẻ và cả hai đều tuyên bố mình là mẹ của đứa bé, Solomon không dựa vào lý luận sách vở hay kiến thức pháp luật để đưa ra phán quyết. Thay vào đó, ông đã dùng trí tuệ để tạo ra một cái tình huống mà sự thật ấy tự nó bộc lộ ra bằng cách đề nghị chia đôi đứa trẻ, khiến người mẹ thật sự thốt lên phản đối vì tình thương của người mẹ đối với đứa bé. Trí tuệ trong thời đại công nghệ. Trong thời đại ngày nay 4.0 thì công nghệ thông tin phát triển rất là mạnh mẽ. Cái biết lý thuyết càng trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Bạn có thể chỉ cần vài giây để tìm kiếm bất kỳ thông tin nào trên Internet. Tuy nhiên, việc này không đảm bảo rằng chúng ta hiểu đúng và sâu về những cái gì mình đọc được. Chẳng hạn, ai đó có thể đọc hàng chục bài báo về thiền, nhưng nếu họ không dành thời gian tự mình ngồi xuống và thực hành thiền định thì kiến thức ấy cũng chỉ dừng lại ở mức lý thuyết. Một ví dụ điển hình khác là từ bộ phim The Matrix. Neo, nhân vật chính, đã tích lũy rất nhiều thông tin về thế giới và cách thức hoạt động của nó qua các cái chương trình huấn luyện. Nhưng chỉ khi anh đối diện với những cái trải nghiệm thực sự trong chiến đấu, trong việc hiểu rõ bản thân về thế giới xung quanh, anh mới đạt đến một cái cấp độ hiểu biết cao hơn, giúp anh kiểm soát và chiến thắng trong Matrix. Để kết luận cho podcast của ngày hôm nay thì vấn đề không phải là có đọc sách hay không, mà là cách chúng ta tiếp cận với tri thức và sự hiểu biết. Đọc sách có thể giúp mở rộng tầm nhìn, nhưng nếu chúng ta bị mắc kẹt trong những cái lý thuyết và ngôn từ mà không tự mình trải nghiệm, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái trí tuệ thực sự. Trí tuệ không chỉ đến từ việc đọc
học và đến từ sự nhận thức trực tiếp qua trải nghiệm, thông qua các việc buông bỏ mọi định kiến và lý thuyết để thấy rõ bản chất của sự việc ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn có thể nên biết là tri thức có thể đến từ sách vở, nhưng trí tuệ thật sự đến từ cuộc sống. Điều quan trọng không phải là việc bạn đọc bao nhiêu, mà là cách bạn nhìn và trải nghiệm thế giới xung quanh mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Sống Đơn Giản, To Live Simple. Mình rất là vui khi được đồng hành cùng các bạn trên cái hành trình tìm kiếm sự cân bằng, ý nghĩa trong cuộc sống. Nếu bạn yêu thích nội dung podcast này, đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, bình luận và chia sẻ những cái suy nghĩ của bạn. Và nếu bạn muốn khám phá thêm nhiều nội dung thú vị khác, hãy ghé thăm kênh YouTube, Facebook của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.